Dạ dạ. Có nghĩa là mình bán ngày chủ nhật thôi. Dạ, bán chủ nhật là. Rồi cái thường thì giặt lúa buổi chiều sáng thì rước con đi học buổi chiều. Quê xấu em quay ngồi chị phát hết trơn nhưng nguyên cái quầy của chị luôn. Ôi cá mần sẵn hết trơn rồi, mua về chỉ rửa là 500 ngàn. 500 ngàn là lời được 50 ngàn. Lời được 150 ngàn vậy là ngon rồi. Thôi quay gắn gắn được 1 triệu đi về. Nó lộn xộn ha. Giá giờ chú Quấn bán được nhiều không? Kiếm ăn được. Kiếm ăn được. Vậy là ngon rồi. Vậy là ngon rồi. Vậy coi cá cái là mình chấm cái gô cò lạc chấm con súng nghe nói thèm rồi đó. Bây giờ đi đâu? Tại vì cho mặt của mày nó trả nợ nần á. Dạ, mến chào cô chú anh chị các bạn trở lại với kênh Nghĩa Phước Vlog. Nghĩa xin gửi lời chúc cô chú anh chị các bạn luôn luôn vui khỏe và hạnh phúc bên gia đình ạ. Hiện giờ Nghĩa đang có mặt tại chợ 7000 thưa cô chú anh chị các bạn. Thì chợ 7000 này cũng nằm thuộc huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang. Thì hôm nay Nghĩa sẽ dẫn cô chú anh chị các bạn vào trong chợ 7000 để chúng ta cùng khám phá xem chợ này mua bán như thế nào và bà con mình sinh sống ra sao cô chú anh chị các bạn nha. Rồi, phía bên tay phải Nghĩa là thấy có một cái chùa cũng được Khmer đây cô chú anh chị các bạn. Cũng đang được xây dựng đây, chùa người Khmer. Ở đây thì có lẽ là hai dân tộc anh em Kinh và Khmer cùng sinh sống và làm việc ở đây ạ. Còn bây giờ là Nghĩa sẽ tiến vào chợ 7000 cùng cô chú anh chị các bạn khám phá chợ 7000 nhé. Dạ.
rồi phía trước có một cái xôi xôi gà Cần Thơ. Thì hồi nãy hồi cái video trước á, Nghĩa có đi quay chợ 1000 thì chúng ta cũng bắt gặp cái hình ảnh xôi gà Cần Thơ. Thì ở đây ta cũng gần đây. Ôi xôi gà Cần Thơ. Rồi. Bây giờ Nghĩa sẽ tiến vào cái bên hông chợ bên đây. Bên hông chợ bên đây để chúng ta cùng có hình quán tỏi nè. Gần 1 ký 15 ngàn, tỏi 25 ngàn 1 ký. Thế giờ bán được nhiều không anh? Ờ, mấy chục ký ha. Là cái này là mình đi chợ này chợ kia mình bán á là. Ờ. Rồi, chào anh đi nha. À, chúc mua ăn đắt nha. Rồi. Ở đây người ta có cái lo là cô chú anh chị các bạn. Con chào cô. Cô bán gì chợ này cô? Quán cà phê và chợ ế ra đứng ở ngoài luôn. Chào cô con đi nha. Rồi chúc cô mua may mắn đắt cô ha. Dạ. Trời ơi bên đây là người ta rau quá trời lớn luôn. Có một cái xe chuối của bà chị nè. Rồi xe chuối. Đang tìm chỗ để xe chuối. Dạ không, rồi bánh. Bánh lá dừa. Bánh lá dừa. Có nhà hả chị? Dạ có nhà. Dạ, em ở Vĩnh Long, em là kênh Nghĩa Phước Vlog. Dạ. Kênh YouTube. Hồi sáng giờ chị bán được nhiều không? Ờ, mình mua chuối về mình gói bánh hả chị hả? Dạ, gói bánh lá dừa. Ờ. Bánh lá dừa hết chuối. Dạ. Rồi chào chị em đi nha. Chúc chị mua bán đắt nha. Rồi chào chị bán chuối. Chuối nhà hả chị? Dạ mua cậu. Rồi mua bán lại ha. Rồi có mấy cái xịa nè, để trong cái xịa. Con chào bà. Bà bán rau đây hả bà? Rồi có rau ghém nè. Cái này là chuối với rau. Bắp chuối rau muống. Bắp chuối rau muống mình vào. Rồi bà có cúm dẹp nữa nè. Sáng giờ bà bán được nhiều không? Bán cũng chậm lắm trời ơi. Dạ chậm. Bữa nay chủ nhật nó đi đông quá bà. Đi đông nhưng mà đi đông lắm sợ. Đi đông nhưng mà rau mua không có nhiều. Dạ đi đông. Tại vì ra bằng rửa người ta trả nợ nần á. Dạ. Cho nên là bữa nay lúc này bà bán không được nhiều. Thôi chào bạn đi nha, chúc bà mua bán đắt bà ha. Ở bên đây có một trái cây. Trời ơi chị bán cua biển. Cua này cua Kiên Giang, cua Cà Mau chị? Cua 5 cân là Cà Mau. Dạ. Cà Mau thứ 5 cân nữa. Dạ, em cũng không gành ở chỗ đó. Thôi chào chị em đi nha, chúc chị mua mai bán đắt. Cô bán khoai. Rồi khoai môn nè, trời ơi nứt ra trời ngon hết biết không. Này là củ lùng hả cô hả? Dạ củ lùng. Dạ. Củ lùng chín, củ lùng sống luôn. Dạ. À, mua chứ ăn liền thì mua củ lùng lùng chín. Dạ. Sáng giờ cô bán được nhiều không? Được nhiều, bữa nay cô bán được. À vậy con chúc mừng cô nghe. Trời ơi, con nghe vậy là con mừng lắm rồi đó cô. Bữa nay chủ nhật cô bán được. Dạ. Rồi ơi. Rồi con chúc cô mua mai bán đắt con nghe. Trời ơi con mấy con tôm càng. Em chào chị, trời ơi quay lén luôn nè. Tôm càng. Bữa nay mình bán được nhiều không chị? Rồi chào chị em đi nha, chúc chị mua may bán đắt ha. Dạ. Rồi các chị bán tôm càng xanh, à, tôm nuôi của chú anh chị các bạn. Ở bên đây thì người ta có bán rau. Con quay lén cô nhìn con luôn. Cái này mình bào trộn với giá mình bán hả cô hả? Trộn giá bán với bò máu rồi. Dạ. Trời ơi cô bào chuối cây. Này chuối xiêm hả cô? Dạ. Rồi cô có bán rau nè, ai vô chợ 7000 đó cái sạp của cô mua ủng hộ cô nha. Trời ơi rau cải quá trời nhiều. Này mình lấy lại mình bán hả cô hả? Dạ. Thôi chúc cô mua may mắn đắt cô ha. Dạ.
con chào bà. Ơi bà bán ngò nè, ngò rau ngon không? Rau má rồi. Quá tuyệt vời. Sáng giờ bà bán được nhiều không? Được quá nha. Đồng vườn mà đâu có dám bán ra nhiều hơn. Dạ. Ồ cái này là mình trồng nhà hả bà? Nhà có. Dạ. Ở gì không? Ghé mua đi chị ơi. Rau lớn lên bà ơi, rau lớn lên người ta ghé mua. Ồ bên kia có chị bán ngó sen kìa. Một bó đậu gồng ba lọn bông súng. À, bông súng gì nấu canh chua đậu gồng xào hả chị hả? Đậu gồng ăn sống. Vậy là ôi chị có cá nữa kìa, vậy kho cá cái là mình chấm. Ờ, cái gô kho lạc chấm bông súng nghe nói thèm rồi đó. Ôi mắm ngon quá chú ơi. Rồi, đó là mắm lóc với mắm gì chú? Cái này cá lộn xộn. Cá lộn xộn ha. Cá lóc, cá mè lộn xộn và cá sặc. Giá giờ chú muốn bán được nhiều không? Kiếm ăn được. Kiếm ăn được. Vậy là ngon rồi, vậy là ngon rồi. Chú bán mắm, bán chuối, bán trứng. Bán đủ loại. Dạ. Chú bán ổi nữa kìa. Rồi con chúc chú mùa mai bán đắt nha. Rồi cảm ơn. Dạ năm mới phát tài nha chú. Rồi ơi chị bán sen nữa kìa. Chào chị. Đây mặt của chị cái. Sen nhà gì chị? Dạ. Ồ chị bán sen nhà. Sen nhà ổi nhà. Cây nhà lá vườn. Rồi mấy cô mấy chị mấy chú đi vui quá trời vui luôn. Dạ. Ôi ơi. Nãy giờ canh canh quay ngó sen nè. Ê quay cái gương sen nè. Sen mới 2 giờ sáng luôn á, nó ăn nó rất là ngọt. Ồ, cái này là mình bán chùm mới bán ký chị. À bán chùm 5.000. Chùm 5.000 hả? Ôi chồng mình trồng thấy cũng lâu mà chứ chùm gì có 5.000 à. À, sen này thì cái tính nhẫn nhưng mà ăn là chị mất ngủ cô chú anh chị các bạn. Sáng giờ chị bán được nhiều không? Bữa nay sen ăn không cả trăm mấy. Dạ. Chợ bình thường mấy giờ giá tan chị? Chợ này 10 giờ 11 giờ. Dạ. Nói chung là chợ này nó cũng hơi chưa. Dạ. Bán là nó cũng được. Dạ. Rồi em chào chị em đi nha. Dạ rồi. Hôm nay chủ nhật chúng ta đi hơi đông. Dạ. Dạ. Mấy bữa ngày thường kia thì có chút. Dạ. Dạ. Rồi rồi chào bà chào chị đi. Chúc bà chúc chị mua mai bán đắt. Quá trời. Chị đi đây hả? Hồi phía bên đây phía trong này là mình thấy có rất là nhiều đồ để cô chú anh chị. Người ta bán đậu gồng có bông điên điển nè. Hai bông điên điển em chồng. Dạ. Con quay phim trời bà bán đây hả? Sáng giờ bán được nhiều không? Đó, cũng được 20 ký rưỡi. Dạ. 20 ký hết rồi. Vậy là hết rổi ha. Hết rổi, giờ còn rau, mấy người bán cả rau cho hết. Còn rau này rau rau ngổ nè. Rau ngổ, rau lan. Dạ. Cái bông điên điển đó của nhà mình đúng không bà? Cân đó, cân 25.000 một ký rồi đó. Dạ. Thôi chào bạn đi nha. Chúc còn mua mai bán đắt nha. Hết sớm về sớm. Con quay xong cái bà bán hết luôn nè. Trời ơi bên đây người ta bán rất là nhiều đồ cô chú anh chị. À, phía bên tay trái nghĩa là những cái tiệm tạp hóa nè. Tiệm tạp hóa, tiệm bán đồ điện. Ồ, có một cái tiệm vàng luôn. Có một cái tiệm vàng luôn. Bên đây là con chào bà. Ủa cái này dễ xăm hả bà? Ngại bún mà. Đó là mình làm gì ăn bà? Nấu bún mắm. À, nấu bún mắm. Nấu bún mắm, nấu đậu mắm. Dạ. Ồ, nào giờ con không biết luôn á. Có kia là nghệ. Nghệ uống đâu có tội. À, ngoài kia là nghệ ha. Cái trong bọc là nghệ. Còn đây là ngại bún. Ồ, có đu đủ nè, có chuối nè. Ồ, cá lòng thông. Ồ, mấy cá này cá đồng hả bà ơi? Cá đồng không à? Dạ.
Sáng giờ bà bán được nhiều không? Bán được 500 ngàn. 500 ngàn. 500 ngàn là lời được 50 ngàn. 500 ngàn lời được 150 ngàn. Lời được 150 ngàn vậy là ngon rồi. Thôi gắn bán được 1 triệu đi về. Dạ, thôi con chào bạn đi nha. Chúc bà mua mai bán đắt. Dạ. Trời ơi. Bà cụ bán 500 ngàn lời được 150 ngàn. Ngon quá ta, không lẽ mình về mình đi bán rau bán cá. Con đi quẹo qua đây con quay. Có cô bán bông ở đây. Trời ơi, bông này thích. Cô bán đồ thờ cúng. Dạ con lên YouTube à. Sáng giờ cô bán được nhiều không? Dạ. Ông tên gì mốt được coi. Dạ của em là Nghĩa Phước Vlog à. Nghĩa Phước hả? Dạ. Hậu Giang hay gì? Dạ em quê Vĩnh Long. Vĩnh Long hả? Dạ. Ôi ơi, qua một nguyên cái quầy bán đồ thờ cúng của cô, của chú đây. Cô chú có đi vô chợ 7 ngàn ghé ủng hộ cô chú nha. Phía trước có mấy cái bông mà này con cút hả chú ha? Dạ. Ôi bông này đẹp quá trời luôn. Con này bông gì cẩm. Cẩm nè. Dạ. Thôi chào cô, chào chú cũng đi. Chúc cô chú mua bán đắt nha. Dạ. Con chào bà, trời ơi bà bán mắm. Đây là mắm rồi cô chú anh chị. Mắm mình làm nhà bán hả bà? Làm nhà. Dạ. Con này mắm lóc với mắm sạch. Mắm lóc, mắm sạch. Dạ. Mắm cá đồng không à, không có mắm cá nuôi. À, là mình bắt cá về cái mình làm nhà. Cái này mua của người ta đặt giớn rồi đó. Dạ mình mua cá của người ta đặt về mình làm mắm. Ừ. Sáng giờ bà bán được nhiều không? Cũng là lai gai cũng vài ký. Dạ. Làm bữa nhiều bữa. Dạ. Dạ. Rồi con chúc bà mua mai bán đắt nha. Dạ. Năm mới phát tài bà ơi. Dạ. Mua vé số đi chiều chú. Dạ. Dạ. Sáng giờ bà mua tờ nào chưa? Chưa. Rồi đón mua đi chiều chú. Bên đây có một cái sạp của chị bán trứng. Chào cô. Dạ quay lên YouTube à. Con kênh YouTube con đi quay chợ. Dạ em quay YouTube lên kênh YouTube á. Của anh của em là Nghĩa Phước Vlog. Ôi cho chị bán xôi nè, sơ cẩm, sơ đậu xanh. Thôi chào chị em đi nha. Chúc chị mua mai bán đắt. Cô bán bánh. Ôi cô bán bánh, cô ăn bún nè. Ơi, bánh này bánh bò hả cô ha? Dạ, bò nướng, bò băm. Bánh bò nướng. Rồi, con có bánh bắp nữa nè. Có. Bắp nâu. Thôi cô ăn đi. À, rồi, con chào cô nghe, chúc cô mua mai bánh đắt nha. Đẹp không? Nhìn thấy sao đẹp không? Dạ đẹp à. Rồi, đây là mấy cô bán này là cô chú anh chị. Đây là bánh tét. Có cô bán bánh tét. Mình gói nhà hả cô? Gói nhà. Dạ, sáng giờ cô bán được nhiều không? 60 đòn ha. Ồ, vậy là được rồi. Ngày bán 100 đòn thôi về được rồi. 60 chục, có khi ai đặt thì được 100. Dạ, người ta biết mình cái ta đặt luôn. Rồi bác đó, rồi đặt đi thành phố. Dạ. Ôi, trên thành phố là tụi con đặt là 1 đòn 45 ngàn. Ở đây cô bán nhiêu 1 đòn? Cô đợi là 20 ngàn à, rẻ. Cô chú anh chị về chợ 7 ngàn mua bánh tét nè. 20 ngàn đòn này là chuối hả con? Chuối mà mỡ ngọt. Dạ. Ủa, rẻ. Không cho giá dưới quê nó phải rẻ hơn cô ha. Ở dân cảnh luôn. Tụi con đặt là 45 ngàn đòn. Dạ. Ba đặt thì nhà được đặt lại dân cảnh đặt. Dạ. Ôi bán vé số à, em gái. Sáng giờ bán được nhiều không? Được. Được hả? Anh hai tờ này đi. Ngày bán được mấy trăm tờ? Hả? 300 hả? Ồ, cũng được rồi. À, gửi tiền hả? Rồi cô chú anh chị nhìn nè, chị. Chiều chúng là ngày mai Nghĩa sẽ đi phát gạo nguyên cái chợ này luôn. Hy vọng là chiều nay chúng ngày mai phát gạo cho bà con chợ 7 ngàn. Rồi quay về nhé. Ở đây có một cái cây quầy xoài, xoài chín. Bên đây là bán mấy con diều nè cô chú anh chị bạn. Diều bán dây rất là nhiều. Diều dây rồi những cái cặp đi học nè. Ở chợ này cũng rất là sầm uất thôi cô chú anh chị các bạn. Con chào cô.
Ở đây giờ cô có thấy mua tiếp đi. Cô quán ghế mua tiếp đi hả? Con hồi sáng con ăn sáng rồi nữa chứ. Ủa bánh bò màu sắc sặc sỡ ghê, màu xanh nè, màu tím, màu trắng. Bữa nay là giấc này là hết rồi, bữa nay còn nhóc cục măng. Bữa nay còn nhóc con quay cái người ta lại mua ủng hộ con hết luôn. Cô chú ghé lại ủng hộ con nè. Con chào con đi nha, chúc con ngoan ngắt nha. Thôi bây giờ Nghĩa sẽ đi vô trong nhà lòng. Em mua rồi chị ơi. Nghĩa sẽ đi vô trong nhà lòng để bên đây thì có nhà lòng mình này người ta đấy. Bán cái quán, những cái quán ăn, quán nước đó cô chú anh chị các bạn. Bên đây có cô bán bún riêu. Bán bún riêu. Ờ, bên đây là những cái quầy nước. Bây giờ cơm, hủ tiếu mì, bún nui. Thì thường những cái nhà lòng chợ người ta sẽ bán nước, bán bún cô chú anh chị. Bên này con chào bà. Rồi bà bán rau. Bán rau, bán chả cá. Rồi, rồi. Chợ này bữa nay cũng rất là đông. Thường thì những như Nghĩa nói là ôi cá mần sẵn hết trơn rồi. Mua về chỉ rửa là dạ. Không có mắm là có mắm luôn. Mắm luôn. Đây đây cái thau mắm nè. Có mắm luôn bạn ơi. À. Cái này là mắm gì chị hả? Mắm cá đồng mình. Cá đồng. Ờ mình làm nhà luôn hả chị? Làm nhà luôn. Dạ. Thái nước thì này mần mần bắp mình bán. Dạ. Thôi chào chị em đi nha, chúc chị mua mai bán đắt nha. Dạ. Cô chú anh chị ghé là ủng hộ chị nè. Có mắm có cá luôn. Ôi ôi. Bên đây tao bán quần áo quá trời nhiều cô chú anh chị bạn ơi. Cô bác ơi. Một xe sa bôn. Cô bác ơi. Đây chị bán bánh nè, có bánh vô bọc sẵn nè, có dưa cải, có rau nhúc. Có bánh với dưa cải rau nhúc ăn chơi. Dạ. Thế giờ chị bán được nhiều không? Hai gái, dạ. Dạ. Thôi chào chị đi nha, chúc chị mua ăn đắt nha. Thôi chào cô. Cô bán được nhiều không cô ơi? Hai gái mà. Hai gái rồi, cô bán nón bảo hiểm nè. Nón bảo hiểm treo quá trời lủng lẳng luôn. Rồi, bên đây có một cô bán mãng cầu. Mãng cầu bán tiêu cô chú anh chị. Bán mãng cầu bán tiêu. Bên đây người ta bán thép. Bây giờ Nghĩa sẽ tiến ra phía bên ngoài đây. Bên ngoài đây người ta bán rất là nhiều rau củ quả. Ôi có mấy trái bắp mà cô chú anh chị. Mấy trái bắp. Ôi đây là nấm gôm. Nấm gôm bỏ qua. Cà chua 10.000 đậu bắp 10.000 ngoại vô. Vô mười mấy ngàn rồi. Vô ta mười mấy ngàn rồi kêu bớt rồi cho tôi. Quay xấu em quay ngồi chị phát hết trơn nhưng nguyên cái quầy của chị luôn. Dạ. Dạ. Dạ sao anh? Anh sáng giờ bán được nhiều không? Ế quá. Ô mình đặt hẹ nè. Dạ. Ô anh bán hẹ bán rau. Bán hẹ bán rau bán bún. Mình ngồi đây tới mấy giờ mình về anh? 5 giờ. Dạ, từ sáng tới 5 giờ chiều luôn. Dạ. Thôi em chào anh em đi nha. Chúc anh mua mai bán đắt. Rồi bên phía trước nghĩa là cái chợ cá đó cô chú anh chị. Phía trước là cái chợ cá. Cái chợ này rất là nhiều ngõ luôn cô chú anh chị. Nãy Nghĩa đi. Nãy Nghĩa đi cái ngõ bên kia mà bây giờ ra đây thì cũng gặp mấy cái ngã tư luôn.
luôn. Mấy cái ngã tư luôn, ở đây này tao bắn cá rất là nhiều luôn. Đây ngã đi phía ra phía trước này. Xem có cá đồng. Có cua nè cô chú anh chị, có cua, cá lóc đồng, cá rô, cá ớt luôn nha chị, cây ớt nè cô chú anh chị ơi, ớt, rồi rồi bây giờ Nghĩa sẽ đi qua cái hướng bên kia để gửi đến cô chú anh chị các bạn hình ảnh về bên kia. Bên đây thì cũng có những cái quầy cá biển cũng như là cá rô, cá lóc, cô chú anh chị không ạ. Ở đây một con quần trên bắn trái cây quá trời nhiều của chú anh chị và ai để xe qua đây xem không. Đây có mấy con gà gà con, mấy con gà nó kêu chít chít. Đây con này bắn rau dường. Dạ, rau dường hả chị? Dạ. Ủa cái đó là nhãn lồng? Dạ đúng rồi. Mình ở hái nhà mình luôn hả chị hả? Dạ em hái nhà bán nhà. Dạ. Ngày nào chị cũng ra đây bán hết hả? Dạ không, một tuần em mới làm, tại vì em cho con em đi học. Dạ dạ. Dạ. Có nghĩa là mình bán ngày chủ nhật thôi. Dạ, bán ngày chủ nhật à. Dạ. Rồi ngày thường thì em đi dặm lúa, buổi chiều sáng thì rước con đi học, buổi chiều đi dặm lúa cho ta. Dạ. Dạ. Sáng giờ chị bán được nhiều không? Dạ, sáng giờ bán chắc cũng được cái 100 ngàn. Dạ. Thôi chúc chị mua mai bán đắt nha. Dạ, cảm ơn anh. Dạ. Chào chị em đi. Dạ. Rồi, bên đây thì nó bán con trứng rồi cô chú chị. Quá trời trứng luôn, trứng thịt là thịt gà ta. Bên đây có một anh bán dưa hấu. Thế giờ bán được nhiều không anh? Ít à, cả đấy quá. Dạ. Thôi chào anh em đi nha. Dạ. Có mấy ta tính tính vậy? Dạ, Nghĩa Phước Vlog anh. Dạ, Nghĩa Phước Vlog à. Thôi bên đây người ta bán đồ trẻ em nè cô chú anh chị. Đồ trẻ em quá trời nhiều luôn. Bên đây là khóm cam, quýt. Trời ơi. Trời ơi, cô bán trái cây quá. Phải đưa nó lên, bây giờ nó muốt kìa. Muốt. Muốt điều gì con? Điều đó điều gì? Trời ơi, trời ơi, dạng ghê không? À. Rồi mình người ta lại rồi, con mời sao người ta mua? Con mời coi. Con mời sao? Con phải nói lên người ta mới mua, con minh họa người ta không biết đâu. Con mời chú mua khóm hả? Con nói lớn lên chú mới nghe. Dễ thương quá trời luôn. Ở đây có một con gái đang ngồi để chờ đi chợ. Cô bác ơi, sơ bô 1 kg 15 ngàn nha. Thì rồi chợ 7 ngàn này cũng giống như chợ 1 ngàn thôi cô chú anh chị các bạn, rất là rộng lớn luôn. Đây là một cái chợ xã nhưng mà rất là lớn. Những phía trước này thì chúng ta thấy có một cái tiệm vàng rất lớn, tiệm vàng Tôn Sơn. Ôi, quá trời lớn, một ngôi chợ rất là sầm uất, rất là lớn của chú anh chị của bạn thôi. Có thể thấy nhà lầu, những cái nhà lầu lớn rất là cao cấp quốc lớn luôn ạ. Hai bên hai dãy hai bên của chú anh chị. Rồi giờ Nghĩa sẽ tiến ra ngoài phía trước cái nhà lồng đây, cái nhà lồng mà khi nãy Nghĩa đã đi với cô chú anh chị bạn, thì Nghĩa đã đi giáp được cái khu chợ này rồi, thì toàn cảnh bà con ở đây mua bán những cái loại rau vườn cũng như cái cá thịt. Cá đồng không vâng, rất là nhiều. Rồi có cái anh đẩy xe bán tô à. Do cái chợ nó khuất ở trên mà Nghĩa không thấy được cái tên chợ luôn. Dạ, còn bên đây là cái dãy ở phía mấy sông này cô chú anh chị các bạn, người ta cũng bán là đồ gãy nè, đồ gãy rau củ quả rất là nhiều. Rồi bên đây có một cái quầy vé số. Phía trước chúng ta là những cái quầy bán quần áo đây cô chú anh chị các bạn. Hai bên được bày bán quần áo phía hai bên. Ôi lại gặp chị ở đây nữa rồi. Đây là bán khóm. Ôi quá trời nhiều khóm luôn. Chào cô.
Trời ơi, sớm sớm tôi gọt ra xong rồi nè. Trời ơi, gọt đẹp quá trời đẹp luôn. Chế giờ cô bán nhiều không? Lai gai. Lai gai. Mình bán khóm không à, với mấy cái đồ này hả con? Dạ. Thôi chào con đi nha, chúc con ăn đắt nha. Ừ, hai con cá chê đó to đùng luôn. Bự gì luôn á, nó lại không kịp mới tới à. Cái này cá nhà mình hả cô hả? Cá nhà. Ôi, cá gì nó bự dữ vậy? Này nuôi được mấy năm rồi cô? Còn một năm mấy rồi. Cá đó, cá đó là cá chê 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 phi. Ồ, này kia nó bự. Còn lại 2 ký mấy rồi, còn 2 con nhỏ. Dạ. Thôi chào con đi nha. Dạ, chúc cô mai cũng đắt. Ôi, bên đây người ta bán rất là nhiều rau củ quả bên đây cô chú anh chị các bạn. Đây. Ủa, có trái xoài nó bự không? Xoài, cà chua, cam, đu đủ, xà chú. Trời ơi chị. Chị. 30 năm rồi. Trời ơi. Dạ của em là Nghĩa Phước Lê Lóc à. Đây là cái bờ sông của chú anh chị các bạn. Cái chợ này nó có một cái bờ sông cái này để cho người ta đậu ghe xuồng rồi có để đi chợ đây. Phía trước là một cái bánh phà, rồi sẽ đi vào bên trong và tiến tới cái bánh phà nha. Nó chào nhỏ, nó chào. Đây là người ta bán quần áo đây cô chú anh chị các bạn. Quần áo bên đây là một cái sạp trái cây. Trái cây rất là nhiều luôn. Rồi Nghĩa sẽ tiến lại cái bánh phà. Bánh phà xem là cái bánh phà mà con mình đi như nào. Ở đây thì quần áo được bày bán hai bên rất là nhiều. Có những chiếc xe đạp đây. Rồi ta bán quần áo xe đạp. Quần nam, quần áo nữ rất là nhiều luôn. Cũng như người nói này, đây là một ngôi chợ rất là sầm uất, mua bán rất là nhiều luôn cô chú anh chị các bạn. Đây có cái cô chị bán quất nè, bán quất, bán ổi, bán bông súng, bán cà. Đây là cái bánh phà của chú anh chị các bạn. Bánh phà để người ta đi qua sông. Thì ở miền quê hương miền Tây mình thì nơi nào không có cầu thì họ sẽ làm một cái bánh phà. Ngày xưa là những chiếc đò nhỏ, sau này nó hiện đại hơn thì có những chiếc phà để đưa khách qua lại bên sông, khách cũng như là xe. Thì bà con mình đi chợ sẽ đi bằng cái chiếc phà này qua bên sông. Cô chú anh chị các bạn thấy chiếc phà đó. Giờ Nghĩa sẽ đi về phía bên trên. Chúng ta sẽ cũng như là con đường này là con đường sau cùng mà Nghĩa đi để nó giáp cái chợ thôi cô chú anh chị các bạn. Thì đây là một cái chợ rất là nhiều ngõ, rất là nhiều đường, thì bà con mình mua bán cũng rất là nhiều thôi cô chú anh chị các bạn. Đây có cả bánh mì của cô đây, cô bên đây bán quần áo. Cái chợ này bán quần áo chứ về dép rất là nhiều cô chú anh chị. Còn một nải chuối nữa. Rồi có một cái tiệm đồng hồ Trung Tính, sửa đồng hồ luôn. Bên đây người ta bán quần áo, giày dép, nón rất là nhiều. Dạ rồi, vừa rồi là hình ảnh về ngôi chợ 7.000 này thưa cô chú anh chị các bạn. Một ngôi chợ rất là sầm uất, rất là nhiều ngõ. Đặc biệt là có một bến phà rất là đẹp. Dạ, còn video của Nghĩa đến đây xin được kết thúc. Xin gửi lời chúc cô chú anh chị các bạn luôn vui khỏe và hạnh phúc bên gia đình. Và cũng không quên cảm ơn cô chú anh chị các bạn đã quan tâm và theo dõi video của Nghĩa thời điểm này. Nghĩa xin gửi lời chào tạm biệt cô chú anh chị các bạn. Bye bye. Em quay YouTube à?